Cũng trong chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hoành Sơn, gồm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và các ông bà Cao Thị Huyền Trân, Nguyễn Mạnh Toàn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Quý trước kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, qua báo cáo của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hoành Sơn về nội dung chương trình dự kiến tại kỳ họp giữa năm cũng như việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trong các kỳ họp trước, cử tri phường Hòa Quý bày tỏ sự đồng thuận, đồng thời kiến nghị thêm về các vấn đề liên quan đến công tác giải tỏa đền bù, an toàn giao thông, giáo dục, tình trạng ngập lụt cục bộ vào mùa mưa tại một số khu dân cư. Hiện nay dự án tái định cư phục vụ làng đại học hiện nay đang trong quá trình hoàn thành và hoàn thiện cốt này đã đi vào bước lưu rung, và tại cái khu này thì còn có 6 hộ đang nằm sát cái vạch 50 này. Thì vừa qua thì dự án này tổ chức lưu và đã có tình trạng rung lắc nứt nhà, và một số hộ dân đã ra cản trở và có làm đơn kiến nghị phường rồi đấy. Đây thì khu dân cư, chi bộ cũng đề nghị các cấp chỉ đạo cho ban quản lý dự án này tiến hành ghi hình trước khi tổ chức lưu rung để đảm bảo sự công bằng sau này và có cái minh chứng để chúng ta hỗ trợ đúng người và để đảm bảo quyền lợi của các hộ dân nằm sát khu vực này. Tuyến đường mà chỗ nhà ông Nguyễn Văn Ông cho tới nhà bà Quỳnh Thị Thanh thì chưa được mở đường và cũng chưa được thông tuyến. Cho nên hàng năm ở khu vực này là chỉ cần một trận mưa lớn là khu vực có 13 hộ dân sinh sống ở đây là luôn luôn bị ngập ống. Mọi cái hoạt động của người dân rất là khó khăn. Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024 sắp tới, hiện tại bây giờ ví dụ có một cái hồ sơ, ví dụ bản thân là có nhân dân có một cái hồ sơ rằng là đã là hộ khẩu thường trú của phường Hòa Quý mà sau là không nhập được và học được vào trường Phạm Hồng Thái, thì cái này là cũng trả lời theo đúng tiếng chứ không phải là trái tiếng. Cho nên cũng đề nghị cái chỗ này xem xét thử. Tiếp thu các ý kiến của bà con cử tri, đại diện chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã giải trình, thông tin làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời xem xét giải quyết trả lời trong lần tiếp xúc tới.